Đây này, chuẩn bị nữa nè. Đây là nó bứt ra nữa. Cái này nó bứt ra nữa nè. Chị cũng đóng trụ xuống rồi ha. Sạc à, coi như là cái khúc mới sạc vô là nó mới sạc nữa đó chị. Mới sạc thêm đó. Không nhờ chú vô đây chú làm đi. Dạ, Thiện Nhân cũng xin cảm ơn quý khán giả đã trở lại với kênh của Thiện Nhân. Hôm nay Thiện Nhân sẽ quay cảnh sạc lỡ. Dạ, giờ người ta móc đất ra quất bớt nè để thôi nó sạc lỡ. Đây là con kênh sáng đằng mau. Sạt lở kinh hoàng luôn, mới vừa xảy ra vài hôm quý vị. Và hôm nay mình sẽ quay cho quý vị xem nhà cửa người ta khang trang, bây giờ người ta vẫn sợ nè, người ta vẫn hồi hộp. Rất may về nhà cửa thì chưa có, không có gì hết, và người cũng không có gì hết quý vị. Để quý vị nhìn thấy khu sạt lở rất là kinh hoàng luôn. Ôi trời ơi kìa, nó không thấy không là nó sạt lở vậy đó hả? Ồ, mới cách đây vài hôm á. Đây này, chuẩn bị nữa nè. Đây là nó bứt ra nữa. Cái này nó bứt ra nữa nè. Rồi chuẩn bị. Đây độ dài khoảng chừng 60-70 mét. Đây bây giờ là cái nhà này vẫn hồi hộp nè nghe quý vị. Nó là sạc vô gần tới luôn rồi nè. Đó. Chỉ bây giờ người ta đóng cừ nè. Người ta đóng cừ, người ta tấn lại. Đây rất là nguy hiểm luôn. Ồ, người ta gỡ hàng rào luôn kìa. Người ta gỡ hàng rào ra. Người ta rỡ hàng rào ra rồi quý vị. Ồ, cái cây quý vị nhìn thấy là ra nửa xong luôn đó, nó khủng khiếp. Đây bắt đầu người ta phá, người ta lấy cái hàng rào ra nè quý vị. Đây nhìn nè, quý vị nhìn thấy đất nè, đất nứt ra nè. Ôi trời ơi, đây cái hàng rào nè quý vị nhìn nè. Rồi đây người ta có mấy cái cây cột chuẩn bị là người ta đổ, chuẩn bị đừng lại đây, người ta đóng cừ. Ủa, nó lỡ vô tới cái hàng rào. Ủa, cái hàng rào này kiên cố dữ lắm nha quý vị, nhưng mà bây giờ nhưng vẫn còn đứng đó thôi, nhưng mà đất kia lật, đất sạt vô tới trong, đất vô tới trong quý vị. Ôi chết. Đây người ta sẽ đập gỡ cái hàng rào ra nè. Người ta là gỡ mấy cái trụ ra nè quý vị đó. Mấy cái trụ nằm dài dài đây, là mấy cái trụ này hồi đó dựng đây nè quý vị. Giờ người ta đập ra, người ta lấy cái hàng rào, người ta cắt hết rồi. Đây nè mấy cái trụ nè. Đây là vườn cây của người ta nè quý vị. Đây là vườn cây của bà con. Người ta cũng sợ ảnh hưởng nè. Mà rất may là tới đây thôi nó ngưng rồi. Mình thấy cũng ớn ốc nè quý vị. Cũng rất là nguy hiểm. Ôi ôi, ở đằng kia kìa. Quý vị nhìn thấy. Mình có cái điện thoại. Alo, nghe. Đang quay phim ở chỗ sạt lở, xíu nữa đi. Rồi, đang quay phim. Rồi, đang quay phim chỗ sạt lở mà. Sạt lở dữ dội lắm. Rồi, ok. Quý vị nhìn thấy rất là kinh khủng luôn. Nhà nè quý vị đó, nhìn nè. Nhà rất là kiên cố luôn nha. Ở đây có một chiếc
chiếc ghe này, chiếc ghe người ta bán ghe hàng nè quý vị, bán đó, cái gì đang chạy ghe đó, bán ghe hàng, bán đồ ở dưới cái ghe đó quý vị. Bây giờ nước đang vô vậy là nước lớn nha quý vị. Hiện giờ đang chảy nước chảy vô vậy là nước lớn, còn nếu chảy ngược trở ra ngoài này là nước ròng nha quý vị. Hiện giờ lục bình đi vô là nước lớn. Giờ này mình đứng đây là khoảng 5 giờ chiều. Rồi quý vị nhìn thấy ô trời ơi coi nè. Kinh khủng quá trời luôn rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình bước qua bên kia xem thử coi sao nha quý vị. Qua bên đầu bên kia. Dạ thiên nhiên cũng mời quý vị. Ôi da, bây giờ mình bước lên đây luôn rồi. Nè mình đi trên cái tầng này luôn nè, mình đang đi trên cái bờ thành này luôn. Ôi giời. Rồi mình đi ngang cái bờ thành này luôn nha quý vị. Đây người ta đang làm mấy cái trụ nè, trụ bê tông nè. Ô cái trụ này bề hoành khoảng chừng 3 tấc vuông á. 2 tấc mấy vuông quý vị, đang đổ cũng. Đây là chiều dài khoảng cái trụ này khoảng chừng cỡ 6 mét á. Nó trào rồi kìa, sạt lở rồi quý vị ơi. Dữ dội quá. Đây sạc lỡ vô tới hôm nay luôn rồi. Ló tấm đan ra luôn rồi. Lòn vô. Dạ quý vị nhìn thấy hai đầu người ta căng dây là hết nha. Người ta tấn là người ta không cho xe vô đó. Người ta để biển cảnh báo trơn á. Người ta để biển cảnh báo thì. Đó. Ô sườn một ghe dưa hấu luôn. Ghe dưa hấu luôn quý vị. Rồi có một chiếc xe tới là ngưng rồi, có chiếc xe tới người ta đi qua không được rồi, chặn nó luôn rồi, bị đứt đoạn rồi. Quý vị nhìn thấy có chiếc xe đó đi hết được luôn rồi. Ồ chiếc xe đi hết được rồi quý vị, hết được rồi. Xe đi không được rồi, quá trời. Chiếc xe tới đó là bắt đầu người ta quay lại quý vị, nên nhìn nó. Đây nè, sụp này nè quý vị. Đây sạt lở nè, nó lở lần lần xuống đó. Nhìn thấy khủng khiếp quá, trận lở kinh hoàng luôn. Khủng khiếp quá quý vị ơi. Đây cũng rất may là cũng chưa có ảnh hưởng gì đến trong nhà vườn cây của bà con. Mới vừa vô tới cái hàng rào thôi à. Mới vừa vô tới cái hàng rào là không còn nữa. Ở trong thì bà con ta đang trồng cây rồi quý vị. Rồi ở đây là cũng còn nhà cửa rồi nghe quý vị. Ê, nhà cửa là cũng kiên cố lắm. Bà con cũng trông cho đừng có sạt lở vô nữa. Cũng rất may là vô tới đây thôi. Nhưng mà mấy cái cây kìa quý vị, nhìn mấy cái cây cao tự nhiên nó mọc ra tới ngoài luôn đó. Cây cao quý vị, nó nhìn thấy đó. Một ghe lúa luôn quý vị. Ghe lúa đang chạy ngược nước, chạy rất chậm. Còn chiếc ghe đó là đang chạy vô xuôi nước, là nước lớn vô. Ghe đó đang chạy vô xuôi nước. Thì đây mà nếu mà nước ròng á là có thể là còn nguy cơ sạt thêm nữa. Bởi vì nước ròng á càng giật xuống sâu á thì càng nó giật đất ra nhiều, đất mình rất bợp. Đây nè, cái đất như vậy thì nó sạt lở xuống nữa rồi. Nè. Nếu mà sóng đánh qua chừng một đợt sóng nữa thì cái miếng đan này sẽ có thể là nó sụp xuống đó quý vị. Miếng đan này có thể là sụp xuống, không bao giờ giữ yên được. Miếng đan đó. Quý vị nhìn thấy từ đây qua bên tới bên đó theo như mình đoán thì từ đây khoảng chừng cỡ 60 mét ạ. Cỡ 60 mét quý vị. Đây đó. Cái đường đan đó nha. Còn từ khúc ở ngoài lở này, phía ngoài cái đường đan nữa thì đụng cái miếng này
60-70 mét, 70-80 mét lần này chứ không ít đâu, đúng không? Ừ. Ừ, chào anh. Dạ. Dạ, để quay phim cho bà con xem anh ơi. Dạ, dạ. À, nghe tin sạt lở rồi chạy vô này đứng quay cho bà con xem. Dạ. Đi dần dần nó dẹt dẹt nứt nứt ra nữa, có cái dấu hiệu nữa nè. Nó có cái dấu hiệu. Đây còn miếng đàn này thì có thể là tương lai nó sẽ cuốn theo dòng sông. Khủng khiếp quá. Đây là vấn đề là còn lại một mớ ngay sạt lở ngày này, có thể là bà con ở đây người ta sẽ cắm ba cái trụ này xuống đây. Trụ nè, quý vị nhìn thấy cái trụ, những cái trụ xi măng được bê là đây hết rồi. Chỉ chờ cơ giới vô là cô bé lại câu vô là cầm xuống đựng mà gia cố lại khúc này. Hàng loạt cây luôn cả quý vị, nhìn thấy cây dừa còn lú lú ra đó, cây dừa còn mất gốc luôn, mất luôn rồi, còn có cái đọt không sụm xuống, còn cây cao rồi té ngửa té nghiêng, quý vị nhìn thấy. Đó, bây giờ là có chiếc xe vậy đó là bắt đầu là người ta không đâu có đi được đó, quay trở lại rồi. À, xe quay trở lại rồi quý vị, hết đi được. Sạt lở kinh hoàng quá. Đây là khu cây ăn trái, cây mai, người ta trồng mai quý vị. Cha mấy cây mai này dữ dội luôn, một vườn mai này có thể là nếu mà sau này là ngon luôn nha quý vị. Quá trời mai luôn, nguyên vườn mai luôn. Đây là nguyên vườn mai luôn nè. Ồ, cả mấy cọng mai luôn nè quý vị. Trồng mai này là mình chơi kiển rất là đẹp mắt. Bà con cũng thích trồng mai. Chừng mấy ngày Tết đó, lặt mình cho ra bông. Ồ, quý vị nhìn. Bây giờ mình trở qua bên cái đầu kia, cái gì bữa nãy mình đi vô là mình đứng bên cái đầu kia, quý vị mình leo lên. Bây giờ mình đi lên trên cái đường này nữa nè. Đi ngược lại cái đường này. Cái này là cái bờ đê, là cái bờ kè của người ta, là cái đường hàng rào nè. Người ta làm cũng rất kiên cố luôn, bây giờ người ta cắt ba cái trụ cột mà gỡ hàng rào ra hết quý vị. Nè, mấy cái trụ này là mấy trụ trên cái cột này người ta cắt ra hết trơn. Làm xuống người ta cắt hàng rào ra, quý vị nhìn thấy hàng rào kìa. Cắt hàng rào kiên cố luôn. Nhưng mà bây giờ là không còn để nữa được nữa rồi. Để quý vị nhìn thấy nè. Sạt lở đây nè, tiếp tục. Đây lấn sâu vô nữa. Nguy hiểm tràn đầy luôn. Ôi trời, cái cục này chắc một chút xíu nữa là sụp luôn. Đây chút xíu nữa cục này sụp. Đây nè quý vị. Ô, mình cũng cầu mong cho nó đừng sạt lở vô nữa để cho bà con người ta gia cố lại cho nó dễ dàng. Nếu sạt càng ngày càng vô nữa bà con người ta rất đau đầu lắm. Bà con ở xóm này rất đau đầu. Người ta cũng sợ sệt, ảnh hưởng tâm lý. Ở bên kia là cũng có một cái con lộ làng bên đó nhưng mà không đến đổi quý vị. Đây nè, sụp nè, đây nguyên này. Mình thấy mình cũng ớn ăn quá. Mình bước vô đây chứ mình thấy nổi da gà nữa nha, không phải chơi đâu. Đây là bờ kè người ta đóng những cái cừ tràm, những cái cây dừa vậy nè. Đóng xuống rồi người ta đóng cừ tràm thêm, người ta gia cố như vậy mà vẫn cần đưa đẩy nữa, quý vị nhìn thấy nè. Không chịu nổi. Bởi vì ở ngoài kia nó sụp xuống một cái là trong này mình cũng không chịu nổi đúng không quý vị. Quá chừng luôn. Đây nó nghiêng nghiêng ra ngoài hết trơn. Đây này, cây dừa này người ta cũng chuẩn bị lên nè quý vị. Nhà cửa rất là kiên cố luôn nè quý vị. Quá trời sụp luôn.
Ồ. Đây là bây giờ móc đất lên cho nó nhẹ nữa. Giờ mình móc đất lên cho nó nhẹ lại để bà con ở đây ta gia cố lại. Nứt tường nữa nè, cứ nứt cái bờ kè nữa. Quá chừng luôn. Chị. Ủa cái này nó sụp tới ghê quá chị. Nó sụp gì mà thấy nóng lạnh luôn. Nãy giờ rào luôn, đâu có đâu cho xe qua được. Dạ em ở ngoài này em làm cái cửa cổng rào cho chị đó. Em trẻ em là thợ cửa sắt, em vô hôm đó ngà em làm cái cửa cổng rào này cho chị nè, với lại cuốn được rồi nè. Nè cửa cái cửa. Đây này cửa rào này là mình làm nè quý vị. Dạ. Đó. Rồi bữa nay đi đâu vô này quay này ai? Dạ nghe nói hôm ở đây cái khu này cái chỗ gần chỗ này sạt lở nè 2-3 ngày hả chị? Trời sạt này là cả 10 bữa rồi. Có 10 bữa rồi đó hả? Có 10 bữa rồi mà người ta chưa có lại, mấy ông này sạt hôm đó một khúc này coi đâu dừng mấy tháng trước gì mới đóng lại khúc. Ồ vậy hả? Mới đóng lại được khúc cái chân cái dừa đó chút. Dạ. Cái dừa dài đó đằng dạ. Đó là cái đóng lại rồi giờ cái nó sạt thêm khúc đó. Sạt à, coi như là cái khúc mới sạt vô là nó mới sạt nữa đó chị. Mới sạt thêm đó. Hôm nhờ chú vô đây chú làm thêm. Dạ, là còn nguyên. Chưa. Chưa, dạ. Hôm đó em vô em làm cái cửa rào này cho chị là ngày này là chưa nhúng nhích gì chưa. Chưa có sạc. Dạ. Mới sạc chừng khoảng 10 ngày nay. Ồ, 10 ngày trước sạc rồi đàng hoàng, sau này sạc lần nữa hả chị? Cái kia sạc ở khoảng mà là một tháng trước. Dạ. Trước mình ta đóng. Dạ. Đóng lại rồi đàng hoàng rồi bắt đầu cái là sạc thêm. Dạ. Đưa lên đài. Dạ. Cũng đưa lên đài. Dạ. Lên đài của đài Hậu Giang á. Dạ. Ôi người ta cấm biển báo luôn rồi bây giờ đó vậy đó rồi quá trời luôn rồi. Rồi chị có nghe nói là thông tin là chừng nào cơ giới đâu lại. Dạ. Quá. Dạ dạ em thấy rồi, bữa nãy em có lại em quay phim ở chỗ đó rồi. Dạ có đằng này. Đi qua lại dạ. Dạ. Xe đâu có được đâu. Dạ dạ. Như vậy là chị chắc chưa có biết thông tin này gì mà để chừng nào người ta cắm này hết. Ta gia cố lại chứ để gì nguy hiểm quá. Dạ. Ủa giờ thấy cái nhà bên đó người ta đập cái mấy cái cột từ rồi đó, người ta gỡ hàng rào luôn chị ha, ta sợ á, ta sợ banh vô. Tại vì ta sợ này như là nó sụp vô cái hàng rào luôn nên ta gỡ. Dạ. Quá trời luôn không? Dạ. Dạ, hàng cây tuôn nặng hả chị ha? Ừ, cái hàng cây đó tôi nói chú bây giờ như là đây là lợi đẳng thẳng nha. Dạ. Cái tiếng đường này nó có tầm, nó có hơn cái bụng, tôi nói chú ngang này còn trắng, chú nhìn vô. Dạ. Đen, nó thẳng. Có tầm cái bụng ra vậy. Dạ. Ừ. Thử ra giờ là mà nếu mà cái hàng cây đó mà không đốt tôi dám bảo đảm thời gian nữa nó cũng đi nhất. Cũng đi nữa hả chị ha. Nó có giống như nó cô côn ra hả chị? Nó giống như mà mình cái vòng cung nó có cái cù chỏ gì nè. Cù chỏ. Hồi hôm đó đây chắc sụp ngay mà chị nghe chị phát hiện được rồi chắc ghê luôn. Đâu có hay ho gì đâu. Không dạ. Hay. Ủa nhớ em bển nó hay nó nghe nó nói lại nó nghe nó ra nó nghe nó sao nghe gắt. Dạ. Rồi hai chồng đứng lên dòm coi nó sụp cái ào chứ nó nói tôi sụp tôi cũng hay chứ thấy sao mà xe thấy cái gì mà chạy tới cái cửa thôi rồi sao người nào cũng dừng lại hết trơn dừng lại. Kỳ vậy. Dạ. Ta dạ. Tôi thấy sao kỳ cục vậy? Sao mà tới cái cửa làm gì người nào cũng dừng chân kỳ vậy nè. Dạ. Tôi mới ra tôi đứng tôi dòm tôi coi tôi nói ủa trời ơi trời sao mà sụp hồi nào vậy. Dạ. Cái mấy người đó không biết hồi nào nữa tôi đi sao mà mấy bữa hổm không có mà sao bữa nay nó sụp á. Dạ. Nó trời ơi tôi sụp tôi cũng không hay luôn. Dạ. Quá trời hả chị. Rồi nhỏ em nó mới nói nó tôi hỏi chứ mà nó sụp tiếp hay không nó nói hay. Dạ. Tôi hỏi sụp bằng ngày hay bằng đêm nó nói sụp bằng ngày. Bằng ngày. Hồi chắc sụp một cái nghe chắc cũng nghe một tiếng đùng đùng rồi chứ nó cũng nổ đất rồi hả chị. Nghe đùng đùng không biết. Dạ. Nó cũng chuyển đất hả chị ha. Cũng nguy hiểm. Thì ghê quá mà đều rất may cũng không có ảnh hưởng gì đến bà con cây trái ruộng vườn vẫn còn nguyên. Đó, tụi nói cho chúng nghe mà ngày đó sụp rồi xong rồi ha. Dạ. Cái thằng này nó lấy cái gốc dừa nó tắt ngang cây nó tắt ngang nó cột dây ngang. Dạ. Mà nó sụp mà nó chưa có xuống cái lỗ nó xuống vừa sập cơ dưới ngang nó. Dạ. Chỉ sụp như là mới chỉ cái dạ thôi. Dạ. Còn miếng đan ngang trên.
Dạ. Rồi vậy mà đêm đó tôi nói với chú ngang mà mấy người mà đi về phía đó, dạ, dám lăn cái cây dừa ngang mà chạy ngang, tôi nói trời ơi thật coi trời. Mà mai nó sụp bằng ngày chứ phải sụp bằng đêm, chết ở dưới chết. Cũng mang hay. Trời ơi trời. Vậy sao dám gan mà lật cái dừa của người ta ra mà đi dám đi qua trời. Cái dừa lật ngang mà dám chạy qua mà đêm đó tôi nghe đâu á là ngang cũng 9 10 giờ đêm. Liều lĩnh quá gì? Trời, liều lĩnh. Nó ta căng rồi thôi. Ủa mấy anh này người ta tánh dừa rồi gác cây đồ nữa, chứ mấy đi mà không. Dạ. Dám mà xô ngang đi. Mà tôi nói cũng ông bà gì độ nha. Mà dạ, là ta đi qua được. Ủa mấy cái chỗ này là cầm lâu rồi hả chị ha? Mấy cây dừa nè. Mấy cây này cầm lâu rồi đâu thầy, một tháng trước rồi. Dạ, nó mấy cây sạc đó. Dạ, cũng sạc hả chị ha? Sạc mà tôi nói chú nghe là nó sạc cái bờ kè đó thôi. Dạ. Sạc cái bờ kè ở ngoài thôi. Dạ. Rồi thành thử ra anh ta đóng trụ lại một hàng đó thì nó dạ, cố định lại rồi. Vậy rồi nó qua tới rồi tới đất của chị chưa? Ngay chỗ này hả? Ngay này hả? Ồ, chị cũng gia cố lại nè. Tôi thấy nó vậy rồi tôi bắt đầu cái dưới âm tôi có cây dừa nè. Dạ. Vậy tôi đốn cây dừa dưới cây đó, tôi đốn hai cây trụ xong đó. Ồ, cái này đó hả chị? Dừa đó đốn hai cây trụ đó. Không mà đốn cái đó. Ồ. Cây hai cây nữa. Dạ. Đóng qua đặng mà sợ đóng qua rồi sụp đây nè, chú nhìn thấy từ cái bờ kè này đây mà thẳng tới đặng mạnh sụp chân còn có nhiều. Dạ. Còn có chút xíu ngọn này chắc chừng hai tầng chứ. Dạ, quá trời luôn chị, mà thấy mà hết hồn luôn hả chị. Này mà đi ngang ta cũng kêu trời, người ta nói ra cái lộ này thuốc ở trong này mà không nghĩ sao mà nó sụp. Dạ. Mà tôi nói hồi đó không biết nó mần ở dưới nó có hang hố gì không nói chứ đất ngang ơi mà cây trồng bất dịch hết trơn trời, mà tôi nghĩ là nó làm cái gào thuốc vô trong. Dạ. Cái này cái đan này người ta đổ lâu mau rồi chị ơi. Cái này của người ta, người ta đổ là mới hơn 28 Tết nè, 28 Tết. Của nó là từ đây nè. Dạ. Cái đặng là nó đổ nhà của nó lên. À. Cái này như là bờ kè của nó làm, rồi lộ của nó đổ, rồi hàng rào của nó làm bên. Còn cái này nhà nước mần là chỉ từ đây nè. Từ đây, nhà nước. Từ đây là dài ra ngoài là của nhà nước mần, nhà nước là mới mần 28 Tết á. Dạ, còn khúc lỡ này là của tư nhân. Còn khúc giữa này của nó mần trước mấy dạ, làm dạ làm trước. Ôi ôi, sụp nó vô tới. Nó mần trước đâu mà cỡ 4-5 tháng rồi mấy ông này mới làm lộ sao. Dạ, sụp vô tới cái mí của ảnh luôn rồi. Tới cái mí hàng rào luôn rồi. Mà chú thử nghĩ coi, của người ta ra người ta làm là cái bờ kè này tới đây nè ha. Dạ. Vừa thi mới ngoài còn một cái hàng mà cây bần đó. Dạ. Cây bần dưới bờ lá đó là dạ, một hàng ngoài nữa. Dạ. Rồi ở trong này người ta bỏ gạo vô tới này biết là bao dạ, xa tính ra là cỡ từ mé đó chỗ vô cỡ 3 tầm đất. Dạ. Mà sắp hết trơn. Quá trời chị. Cái này chắc sau này chắc mình gia cố lại cho nó ngon lại chút. Mấy ông cứng này biết làm sao, tôi thấy cũng lợi quay phim chụp hình dòm coi nó là gia cố mà cố. Sao tới nay đến tin nó. Dạ. Nói cái lộ này là tôi hỏi mà bữa nay mấy chú đó lại rồi tôi mới nói chú ơi, bây giờ nó sập về xe anh ta chạy không được, bây giờ mình bắt cầu được không, như nhà nước bắt cầu á. Dạ. Bắt cầu cho anh ta đi bắt qua lại. Đi qua lại. Cái mấy ông chính quyền này nói không được rồi chị ơi, bắt cầu nó nặng nó sẽ sụp nữa. Nặng nữa. Bây giờ phải kêu chủ nhà này phải cho đất, kêu chủ nhà này cho đất vô trong. Phải cho chạy vô gạo vô trong nè. Giờ dạ, xin vô trong nè. À, có nghĩa xin vô quẹo quẹo vô trong cái hàng rào này hả chị ha, làm cái đường lộ cong vậy, quẹo quẹo vô hàng rào. Khúc đằng đẵng thì tôi nghe nó nói như nó mở rào một khúc từ đó dạ, nó cho xuôi đi xuống đó rồi đó chạy thẳng lại khúc đằng rồi dạ, cũng vô cửa này rào của cái ông này kia. Ừ. Như nó cửa gạo này nó phá một khúc, nó phá một khúc cho người ta đi. Ờ, vậy là cho nó công vô đây. À. Theo thông tin là cho mở cái này nè quý vị, mở cái đường này cho công cái lộ vô đường cho bà con ta đi nè, thông đường này rồi gia cố sao. Ừ. Nói vậy mà gia cố tôi không biết chuyện nào gia cố, hôm nay cũng lâu mà sao không thấy nha. Dạ. Ai đem cây cối cho xe tàu đợi làm chứ không đợi. Cái này giờ mình móc lên bớt cho nó đỡ sụp nữa ha. Nó mới chờ móc mà mướn người ta mới đào xong rồi. Dạ. Nó hơi đem đất vô cho nó nhẹ. Dạ. Nó sợ sụp nè. Dạ. Quá trời nặng. Có vậy chứ nặng chị. Một cái một chút. Nhưng mà cái dòng sông của mình chắc cũng sâu lắm rồi. Dạ, cái dòng sông. Rồi ơi cái cây. Chứ chú theo đúng ra cái này là nó cũng không có sụp nữa. Tại bên sông là ngang có cái hầm cá thì mỗi một cái lần ghe mà xuống đậu đó 7-8 chiếc. Chú biết sao dòng ghe mà ghe tàu lớn đó, nó, dạ, nó đạp mà cái đít nó xối qua đó. Dạ. Nó cái máy nó chân dịch nó đạp đó. Dạ. Đạp nó xà qua bên mình không? Dạ. Đúng rồi.
cũng thành ra làm như là nó đạp cái chân vịt đó, nó xối bên này thành thử ra nó mới lỡ dữ. Ừ. Vậy là mấy cái tàu lớn hay chứ, mấy tàu lớn nó đậu là mỗi lần nó quay trở chứ ha, nó quay trở cá đó. Trời ơi, tôi thấy nó chạy thì sáng đêm chú ơi, tới chừng mà cân cá ăn đợt cân cá xuống đấy anh, là năm mười tàu một đợt vậy, là nó cân tới chừng 3-4 ngày vậy mới rồi mà tàu bự không. Dạ. Tàu mấy chục tấn không. Dạ. Quá trời luôn. Mà tôi nghĩ là tôi thấy nó như cái đầu nó đậu không đỡ nó. Dạ. Cái đít nó quay qua bên mình đây nè. Dạ. Bắt đầu cái nó máy nó chạy đó. Trời. Dạ. Nó đậy chạy rồi chú thấy là nước mà nó xà qua. Dạ. Cũng như nó đạp nó xí qua bên mình đây. Đạp xí qua bên mình. Quá trời.